em xin chào quý vị đến với kênh bón dây số của em nha anh chị. Rồi thì hôm nay em bón cái này công tâm số số kiên thiết ngày 12 tháng 3 năm 2023 nha quý vị. Rồi mình đưa cái video này lên anh chị mình thấy có gì liên hệ với em nha anh chị. Đó, liên hệ với em để mình mua cái tại dây số nha anh chị. Đó, số tài khoản, ngân hàng nha anh chị, số Zalo, số điện thoại nha anh chị. Rồi. Rồi sáng nay em bón ở ngoài đường quốc lộ 24B nè anh chị ơi. Rồi có gì anh chị thích thì điện nha. 055223 một số. Rồi hôm nay số cũng không nhiều đâu nha anh chị. Rồi 198330. 198330. 070121. 298330. 086014. 041868. 077 nha quý vị, 077. 912. Tôm 05 Nam 49 432 797 160 641 956 397 Nam Tôm Tôm 495 654 703 654 286 nha quý vị. Đó, đó là cái đài công tôm nha anh chị. Công tôm để em treo này lên. Rồi sẽ em đưa cái mấy cái đài phụ cho anh chị mình xem. Anh chị, đây là gọi là ở quê em gọi là đài Thiên Quế là đài phụ nha quý vị. Có số 142 456142 và 217524 rồi giặt đây là 20 tờ nha quý vị, cái đang 20 tờ luôn, 42 cũng 20 tờ này. Còn ở đây là 682 tóm 61 là cũng 20 tờ cái giặt trên nha quý vị, 20 tờ. Giặt dưới là 470906. Đó, thầy là Thiên Quế luôn như vậy, cũng 20 tờ nha. Còn cái này là 4 tóm 9 nè, 129 4 tóm 9 cũng 20 tờ luôn. Đây là đài Thiên Quế luôn nha anh chị, 20 tờ đây đó. Rồi anh chị nào mà mình mua hãy Zalo các bạn với em rồi mình mua tại dãy số nha quý vị. Ở video giờ em quay xong em sẽ đưa lên cho anh chị của quốc mình ngay bây giờ luôn. Đó, em định phát trực tiếp mà cái máy nó bị trục trặc không phát được nha anh chị. Rồi. Rồi cảm ơn quý vị anh chị rất là nhiều nha. Rồi. Có gì chúc quý vị chiều nay may mắn phát lộc phát tài nha.